trả lời cho cái câu hỏi là mình tìm cái nguồn cảm hứng từ đâu. Đấy, thì mình tìm cái nguồn cảm hứng từ trong cái nghiên cứu sáng tạo. Và có thể cái nguồn cảm hứng đấy nó không xuất hiện ngay, nó là một cái kết quả, một quá trình lâu dài. Công năng, ánh sáng, vật liệu. Đấy. Trong một số trường hợp, cái công năng, trong một số trường hợp khác thì chiếu sáng, ánh sáng. Trong một số trường hợp thì lại là vật liệu. Nhưng mà thường ấy thì với một cái người làm nghề ấy thì nó giống như là một bữa ăn ngon ấy, nó phải đầy đủ các món. Mình muốn tạo ra một bữa ăn ngon miệng cho thực khách ấy, thì luôn luôn nó phải đủ các món cơ bản. Đấy, thế cho nên là vật liệu là một trong những cái thành phần cơ bản ở trong tất cả các cái thiết kế kiến trúc hay là nội thất. Thậm chí nó có thể đứng lên hàng đầu, nó có thể là nguồn cảm hứng chính cho cái ý tưởng của toàn bộ dự án. Phối hợp cái vật liệu nào với vật liệu nào cho nó đẹp ở mức độ nào đấy, nó thể hiện trình độ của kiến trúc sư. Có cái phải đẹp nhất, cái nó đẹp ít hơn, có những cái nó bóng, có những cái nó nhám, có những cái nó sáng màu, có những cái nó tối màu, có những cái màu sắc rực rỡ và có những cái nó trầm lắng thôi. Thế thì nếu mà khi mà mình lựa chọn một cái vật liệu nào đấy mà nó lại đảm bảo cho mình được tất cả những cái yếu tố màu sắc, bề mặt, rồi là độ bóng, thì nó rất tốt cho kiến trúc sư. Mình làm nội thất thì đá mình sử dụng nó gần như là công trình nào mình dùng đá tự nhiên, đá nhân tạo. Có những cái mà đá tự nhiên nó hơn hẳn, nhưng mà có những cái thì đá tự nhiên không bao giờ bằng đá nhân tạo được, thì do cái yếu tố về yêu cầu về cơ lý. Cho nên là mình dùng EcoStone thì khá là lâu rồi, gần như là mọi dự án đều có. Mỗi một kiến trúc sư hay là một nhà thiết kế, họ sẽ có một cái bảng vật liệu của riêng họ cho mỗi cái dự án của mình. Thường ấy thì cái bảng vật liệu ấy nó được phát triển và kế thừa từ dự án này qua dự án khác. Tất nhiên là đối với những cái dự án mà có tầm cỡ hay có thời gian thì chúng tôi vẫn có thể là làm lại một cái bảng vật liệu ngay từ đầu. Thế nhưng mà thường là cái bảng vật liệu nó có sự kế thừa của các cái dự án cũ nữa. Đương nhiên là đối với nội thất thì gỗ luôn luôn là cái vật liệu ưu tiên hàng đầu đối với nội thất. Thế còn trong nội thất thì đương nhiên nó sẽ có những cái vật liệu khác, ví dụ như là gạch, đá, vải vóc rồi. Còn về cái việc mà phối hợp các cái màu sắc như thế nào, rồi vật liệu như thế nào, tỷ lệ bao nhiêu, thành phần như thế nào, thì để mà nói cho mọi người thấy là cách mình làm ấy thì rất là khó, bởi vì nó giống như họa sĩ vẽ tranh ấy. Họ không giải thích được. Họ không giải thích được cái cách họ vẽ ra bức tranh đấy. Nó là một cái quá trình của cái việc cảm nhận, luyện tập, rồi là rèn luyện.